Nguyên nhân chậm tiến độ là do chậm hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hệ thống khử lưu huỳnh FGD. Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 kiến nghị đoàn giám sát có ý kiến với Chính phủ, Bộ Công Thương sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm công tác lựa chọn nhà thầu FGD, vì đây là hạng mục đặc biệt quan trọng hiện nay để tiến độ của dự án không bị chậm thêm. Hiện nay là theo cái quy hoạch điện 7 điều chỉnh ấy, thì hiện nay là các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là các nhà máy điện than thì đều chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu. Có những nhà máy chậm 1-2 năm, có nhà máy thậm chí chậm vài ba năm. Đấy là một vấn đề rất là gay go. Nếu mà tình hình kinh tế nó phát triển, nó khôi phục lại mà tăng trưởng kinh tế lên thì tình hình thiếu điện, đặc biệt cho khu vực miền Nam là rất căng thẳng. Bên cạnh đó, vấn đề cho xỉ của nhà máy nhiệt điện than nói chung đang gặp vướng mắc liên quan đến xử lý, tiêu thụ và bảo đảm môi trường. Vì vậy, Ban Quản lý cũng kiến nghị đoàn giám sát quan tâm hỗ trợ thông tin về công nghệ, kỹ thuật và nhà đầu tư để lãnh đạo nhà máy điện có thể hoàn thiện đề án xử lý tiêu thụ cho xỉ thạch cao.